Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình sẽ quay lại một cái vlog để kỷ niệm lại những cái khoảnh khắc mà bốn tụi mình đã làm gì với 45 động tác võ cổ truyền nhé. Bắt đầu. Kìa, đang quay hả? Sao lại quay? Lấy cái thumbnail đi. Dạ, bốn mặt thôi nha. Bốn mặt thôi, không phải kính. Chơi nhá, anh em chơi nhá. Đi thôi, hôm nay qua YouTube lại nha. Review nhà bỏ chồng đi. Ừ. Mày review suốt mà, có còn review không? Chào các bạn nhá, mình là Vũ. Hôm nay mình cùng các bạn. Cậu là Vũ. Đúng vậy, cậu là Vũ. Ủa sao hôm nay cậu đến đây làm gì vậy? Mình đến để quay clip thể dục á. Thể dục sao cậu không mặc đồ thể dục vậy? Tại mình mới thay á, bạn biết không? Đồ thể dục nè. Sao tớ không có đồ thay? Và đó là tất cả những khoảnh khắc thú vị mà mình đã quay được trong khi mình và ba đứa bạn của mình quay 45 động tác cổ truyền. Nói chung là nó từ 4 giờ cho tới 7, 8 giờ tối vậy đó mọi người. Và nếu mọi người xem được video này trên Facebook thì đừng ngại cho mình một cái nút like hoặc là tim hoặc là thêm một nút bình luận và chia sẻ. Còn nếu mọi người xem trên YouTube thì để lại cho mình một like cũng như là một lượt đăng ký kênh để mình hứng lên mà làm những video thú vị cho mọi người xem nhé. Bye bye, chào tạm biệt mọi người.